bấm nút phải, nó không ta hiện là add cho một cái item mới, một cái platform. Platform này là default 2 đi, chúng ta gọi là default 2 hay là tôi gọi là cái này qua chương 2 của mình đúng không? Ngày hôm nay default 2. Default 2 được ạ. Thì nó dễ dàng là code này là code inline. Vậy qua phần thiết kế design này thì theo như bài đi, chúng ta thấy theo như bài thiết kế này chúng ta chỉ có cái nhãn thôi. Nhãn này có tên là lời chào luôn, copy luôn, kéo nhãn vô. Đó, như vậy thế là kéo đối tượng bấm cái toolbox này. Đó, chúng ta neo lại luôn, ta kéo trong phần này bạn. Cái nhãn thì bạn thấy đây dùng HP, có nghĩa là trong thẻ standard đúng không? Chúng ta có cái label mình kéo vô. À, kéo nhãn này vô đúng không? Mà ta đặt tên cái nhãn này là gì bạn? Cái ID của nó là LBN là lời chào đúng không? À, cái prefix của nó là LBN là cũng là label thôi, chữ là chào đúng không? À. À, giống như trong cái thiết kế mà giống như thiết kế luôn. À, độ rộng 372.28 thì bạn thấy kéo lời chào cho nó khá khá chút luôn. Kéo lại. Bấm nhanh quá chứ. Chúng ta hãy cho cái độ rộng chiều cao nó cái width height. Thì ở đây ta muốn cho nhiều là 3.2 là 2.3, có thể đánh nhiều, có thể kéo không đâu. Chiều cao nó là nhiều rồi, chiều cao kéo thử 28 luôn. Ok, 28 là như vậy. Ha. Nội dung text này bạn hãy xóa nội dung text đi. Rồi. Đây như vậy bạn có cái label là chào này. Rồi bạn thể hiện cho nó cái màu luôn. For color bạn cho nó màu, thì mình đưa cái màu là ví dụ màu đỏ này. Rồi nhanh như là màu cái background ha. Thì cho nó nhanh như là màu nhạt đi. Như vậy. Bạn có lời chào như vậy. Nha. Font thì bạn thấy cho font bao nhiêu đó là cho vô, giờ font là bold rồi. Rồi. Thấy vừa như vậy đi rồi. Thì bạn thấy là ta sẽ có cái kiến trúc ASP.NET này luôn thông qua những cái đặc tả bên trong đó, for color này và hay width back color này. Sau đó bạn viết cái đoạn code gì bạn? Bạn viết cho nó cái đoạn code là code inline. Code inline đơn giản đây là mình sẽ viết vô bạn. Ở đây ta hiện là có thể là viết phần là payload. Payload như là những cái trang bên kia đúng không ạ? Phần payload này chúng ta hay không cần viết là private luôn mà viết luôn bình thường mà. Và cái phần sau nó bằng có hai cái nhóm là nhóm object sender và event của mình ha. Đó. Chỗ này đơn giản ta thiền gán là ben là rồi ha, là chào chấm này, ta chấm text. Và text là thuộc tính text đúng không? Và bằng chuỗi đúng không? Chuỗi đưa vô mà ha, có thể là đưa vô cái chuỗi như vậy đúng không? Chào nó giờ là lập trình. Thì bạn thấy đây là ví dụ đơn giản nào mà ta viết còn code inline. Chỉ có cái label thôi, chỉ có label nằm trong cái thiết kế này. Và khi bạn chạy ví dụ này lên đúng không? Thì nó sẽ in ra cái lời chào cho bạn. Bằng cách nào nó sinh ra nội dung của cái nhãn cái label này. Đó. Đó là ví dụ đơn giản ở chương 2 mình có nó trong tài liệu để viết dạng là code inline. Và cái dạng như tôi đã trình bày với các bạn là dạng này chúng ta sử dụng rất là ít, nhưng mà sao? Vì cái phần code này nó chỉ phục vụ cho cái trang của mình thôi, đúng không ạ? Và thường thường là chúng ta nên tách hẳn ra phần code inline và phần platform và phần code ha. Code behind. Ở đây là ví dụ thứ hai là ví dụ dạng code behind. Code behind mà thấy là chúng ta không viết lại ví dụ đó, nhưng mà chúng ta thấy là cái phần thực thi cái phần giao diện thì tách riêng và phần thực thi nằm trên một trang riêng, trang là trang chấm xét đúng không? Ví dụ ta làm một trang mới. Trang mới dạng bấm đúng không? Ta chọn một cái platform mới, tên là chào mừng nha. Đó. Thì bạn thấy cái này này vô tình nó là code, nó code in line. Để xóa đi bạn. Tạo lại quá. Add new item vô bạn. Nó đánh vô là chào mừng. Và bạn check vô một này bạn, cho nó có phần code bị hai. Check vô bạn thấy nó sẽ có phần code bị hai. Và phần code bị hai này chỉ định luôn cái code file đúng
là nó đó, và cái class là chào mừng. Như vậy mình thấy là chúng ta cũng là thiết kế như bên kia đúng không? Okay. Chúng ta cũng kéo vô cái label đúng không? Trong cái phần là standard này, ta kéo vô cái label. Và ta cũng định dạng cái label này. Định dạng luôn, như font color. Font mà, bold. Cái chữ như label này, chúng ta hay định dạng như nó, ví dụ như là phải cho size nó là sợ lớn. Nó bold hay gì đó. Thì bằng cái này ta tạo style nó. Rồi sau đó bạn thấy có thể dừng cho nó nhưng tắt nó bỏ qua luôn. Thì bạn thấy ta có sẽ có cái label. Label bạn thấy ta sẽ có là font là bold nè, for color là red nè, và cái style của nó không sai là lạc. Bạn phải dùng width hay nha, để vô. Và cái label này bạn thấy là ta hiện là đánh sửa đi luôn nè, ví dụ anh là bên là chào như vậy. Bạn thấy sẽ sửa ngay trên đây cũng được. Thì bạn thấy là khi qua phần design mà chỗ nước này cũng là chào luôn. Hoặc là bạn vô trong thuộc tính như vậy, ID nên chuyện này. Nếu mà tao thì quen cái phần mã thiết kế bạn thể đánh luôn cũng được, hoặc là bạn kéo thả này. Và sau đó bây giờ trong phần là code behind phần thực tế này, thì bạn thấy là khi payload sẽ lên thì bạn thấy là LB là chào đúng không? Trong text rồi. Bàn đúng không? Ta đưa chuỗi này vô đúng không? Rồi chạy đúng không? Kết quả ta thấy là ta sẽ được kết quả giống như kia, nhưng mà ta biết cái dạng là code behind. Sao mà chúng ta vẫn được cái dạng code behind. Ta chạy với cái bài chào mừng. Đó, như vậy phần này đề cập đến hai loại viết, hai cách viết một cái trang web là code inline, code behind. Các bạn có thấy chúng ta rõ mà ha? Như vậy nó khác biệt ở chỗ là khi bạn thiết kế trang đúng không? Bạn tạo một trang mới. Bạn nhớ là ta chỉ định là chúng ta có thể việc là chọn này hay không đúng không? Ta tắt là phần là code inline behind. Nếu là code inline thì ta sẽ viết ngay trên gì bạn? Trên cái trang đó luôn và nằm trong cái thẻ script. Và thẻ script này cái ngôn ngữ đó là C# và Redis server và chạy server. Còn nếu là code behind thì bạn sẽ có một trang riêng là trang .cs để bằng viết code. Đó. Và đây cũng là cách để mà ta nhìn cái chương trình người ta làm. À, và cái bài mẫu này tôi mới vừa làm cho bạn thấy là cái bài mà default này là chúng ta sử dụng cái ở dạng code thôi. Tức là cái bài mình ta có cái bài C3 này, tức là dạng đây dùng là cũng là code inline. Code inline mà thấy không? Trong phần thiết kế body nó không có gì hết mà hoàn toàn nó trả về một chuỗi HTML thôi. Thông qua việc nó gọi cái phương thức là get HTML từ đối tượng là product. Rồi, tiếp tục. Bây giờ cấu trúc một trang HBS, cái trang HBS rồi. Thì chúng ta sẽ có thẻ đầu tiên gọi là pay directory, như tôi đã trình bày trước đúng không? Ta có thể pay cho thẻ này mà thấy là chúng ta sẽ có auto event write off này, nên chỉ định cho mình là cái gì bạn, là nó giá trị là true thì default là true, thì tự động nó sẽ làm sao đó, khi mà cái trang được load lên thì tất cả những cái sự kiện nó được kèm theo và được khởi tạo, mà chúng ta không cần phải thực hiện việc viết cái việc khởi tạo nó. Và chúng ta thường thường ta sử dụng cái sự kiện đó là payload. Thì các bạn thấy là payload nó có là payload mà đầu tiên ha, load init đó, payload complete, payload, preload, load complete. Tức là bản thân là payload này nó có 3 sự kiện là, thứ nhất là preload, đến là load, sau đó load complete. Nhưng mà ta sử dụng là payload. Thật ra cái sự kiện của nó là một loạt các sự kiện đúng không? Bạn thấy cái bộ sự kiện của nó, thì bạn thấy là chúng ta cái này là ví dụ tôi mới chạy này đúng không? Và ví dụ này mới làm. Thì cái biến cố của nó bạn thấy nó có gì bạn? Bạn nhìn coi cái biến cố này nó có gì? Đầu tiên vô là preinit nè, sau đó tới init, tới là init complete, rồi tới preload, rồi tới load, rồi load complete. Tới gì bằng pre-render complete unload. Như vậy đầu tiên vô thì bạn thấy là ta khởi tạo trang đúng không? Trước khi khởi tạo trang nó có sự kiện này xảy ra. Trong quá trình khởi tạo trang thì sự kiện này xảy ra đúng không ạ? Và kết thúc việc khởi tạo trang thì sự kiện này xảy ra. Như vậy việc khởi tạo trang tới initialize á, khởi tạo trang thì nó là 3 ngày. Sau khi trang được khởi tạo rồi thì load vô bộ nhớ và đẩy lên màn hình đúng không? Thì preload là trước khi mà người ta load trang vô bộ nhớ và đưa lên màn hình. Load vô bộ nhớ và đưa màn hình và sau khi là load hoàn tất cái trang. Sau đó khi bạn hiện mình post back các bạn gọi lại khi có sự thay đổi giá trị trên cái trang đó thì nó phải render lại, tức là nó phải làm lại trang đó, thì nó trước khi render thì nó là pre render và sau đó là pre render complete và kết thúc việc load trang là unload. Vì bản thân là cái biến cố của trang không khi bạn dùng auto á, event write off là nó có bao nhiêu, nó đếm mà nó đếm không, 2 3 4 5 6 7 8
chín, đúng không? Chín sự kiện đi một giây. Một giây này là thứ tự nó xảy ra, thứ tự xảy ra cho một cái đối tượng là pay. Và thường ta sử dụng cái sự kiện là pay gì? Pay load, đúng không? Pay load. À, như vậy để thành như để thiết kế những cái biến cố này thì bạn thấy là có thể hiện chọn cái trang default mình đang thiết kế và để chế độ design. À, thì bạn thấy là chúng ta sẽ có một loạt các sự kiện init, init complete, này load, load complete, preinit, preload và bạn đánh vô thiết kế. À, và cái sự kiện này đều để tôi đã giải thích trong đây. Bên trong đang có ví dụ mẫu này đúng không? À, ví dụ mẫu này. À, chúng ta sẽ có cái trang default mà thiết kế. Thì bạn thấy là chúng ta có cái khai báo cái gọi là initialize component. Trang initialize component này nó định nghĩa một loạt cái dạng, đây là những subscriber đúng không? Những subscriber này chỉ định là nếu sự kiện này xảy ra thì cái gì để đi thủ lý đúng không? Và bạn lại có một loạt cái sự kiện này thủ lý nữa. Đúng không? Thì bạn thấy là tôi có thể viết điều này nha, nhưng mà thật ra chúng ta cũng không có sử dụng hết tất cả những cái sự kiện này xảy ra, đúng không? Ta chủ yếu sử dụng cái sự kiện này gì bạn? Là payload bên trong phần là code behind đó. À, ví dụ ta vào một trang đi. Ta tạo một trang khác mà, một trang mới. À, và trang default 3 đi, có phần code behind luôn đúng không? Kết add vô. Thì mặc định cái trang này khi chưa nói gì hết thì bạn đã có sự kiện gì? Nó đã tạo cho bạn sự kiện là payload trong đây đúng không ạ? Và trong payload này bạn thấy nó không cần định nghĩa chúng ta cái gì bạn? Nó không cần định nghĩa cái subscriber đúng không? À, không cần định nghĩa subscriber là gì? Tức là không cần định nghĩa là chúng ta chỉ định là nếu sự kiện load xảy ra thì cái gì thủ lý đúng không? Giống như ở đây mình thấy chúng ta có nè. À, nếu sự kiện xảy ra thì ai sẽ đi thủ lý đúng không? Bản thân payload này. À, nghĩa là nó xảy ra trong cái kiến trúc là initialize component. À, trong cái thiết kế initialize component. Bởi vì thế là chúng ta sẽ hiện có thể vô ha. Ví dụ cái này nó có khác cái trong event thôi. Thì bạn thấy là chúng ta sẽ có danh sách cái biến cố. Trên default 3 đúng không? Trên default 3 nó có. Các bạn bấm vô cái trang default 3 các bạn thấy không? Và để tôi làm lại mình xem ha. Chúng ta sẽ quay về nha. Có view đi. Và giờ đây trang default 3 design đúng không? Thì bạn thấy là bạn bấm như này nè, bạn chọn là cái view ha. Bạn bấm vô cái trang mà mình cần xem á. Vậy trang default 3 đúng không ạ? Bạn chọn cái mục là view component design thì nó ra cái trang này. Ra trang này bạn thấy là chúng ta thực hiện việc là chọn cái cửa sổ là property window á, thì bạn thấy là nó sẽ ra một loạt cái sự kiện của nó đúng không? Init nè bạn. Init complete nè. Load nè, load complete nè, preinit nè, preload nè, prerender nè, prerender complete nè và unload đúng không? Đó. Vậy như mình thực hiện việc là mình định qua cái tên là như init nè, thì cái sự kiện xảy ra nếu bạn chọn cái default bây giờ nó có một sự kiện là payload mặc định lúc nào cũng có sẵn, thì bạn thấy là ta có hàm thủ lý này, chúng ta hãy lấy hàm thủ lý của nó là biến cố trang này đúng không, là nếu mà cái init mà xảy ra tức là preinit rồi thì ta sẽ dùng cái gọi là pay preinit đúng không để vô. Chúng ta có pay preinit đúng không, tiếp tục mà. Rồi init complete đó, thì bạn sẽ có cái thằng gì mà là pay init complete đúng không? Tôi đang muốn tạo như này. Rồi thì như tới phần là ta có sự kiện đó là load mà, thì bạn đã có payload rồi. Payload rồi. Load complete đúng không? Thì bạn sẽ chép sự kiện vô là gì? Payload complete đúng không? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có sự kiện tiếp là sự kiện gì bạn? Là preinit đúng không? Preinit bạn có là preinit. Rồi tôi sẽ chạy cho bạn thấy là nó sẽ chạy từng bước một ha. Preload. Nó chạy từng cái theo thứ tự xảy ra.
render luôn mà ha. Phải phiền đi. Pre-render bằng đó là pay pre-render đúng không ạ? Tại vì tôi dán này vì mặt tiền của 208 nó sẽ để cho default mà nó sẽ chạy, nó không chạy vì default nó hiểu là class chứ không phải là một đối tượng page. Page là một đối tượng mà chúng ta đã nói đúng không ạ? Chúng ta có những đối tượng thấp nhất là page, đó là request, đó là section và cook ha? Section và gì bạn và application đúng không ạ? Cuối cùng là pay render complete đúng không? Pay render complete. Render complete. Như vậy trong cái phần mà cái phần code behind thì bạn đã để sẵn đúng không, đủ hết tất cả các sự kiện nó sẽ xảy ra rồi đúng không ạ? Và tự động nó tạo cho mình luôn một cái phương thức là dạng là initialize component và định nghĩa hoàn toàn một loạt các subscriber đúng không? Bây giờ tôi mới hiện cái code đoạn code này đúng không, code đoạn code này vô copy pass. Pay render, preload, build. Ok ha. Vậy tôi chạy video này lên mà xem nha. Tôi sẽ thấy là thứ tự nào ra trước, nào ra sau nha. Preinit, init, init complete, preload, load, load complete luôn. Render, render complete. Thì mình chưa biết hết luôn. Đó thứ tự mình chạy. Như vậy mình sử dụng có thằng là payload đúng không? Payload. Nhưng cái payload chỗ này ta chưa ghi gì đúng không ạ? Các bạn không có nội dung gì nữa, sẽ in thêm cái câu cho payload nữa. Respond right, đây là payload. Đây tôi chạy lại, chúng ta sẽ thấy payload nó nằm ở giữa đúng không ạ? Của cái phần preload và load complete đúng không? Đây là các biến cố của trang. Và mặc định á, các bạn thấy là chúng ta chỉ có một biến cố mặc định là payload đúng không? Chúng ta không cần phải quan tâm việc định nghĩa nó xảy ra thì ai làm gì. Nhưng mà những cái khác còn lại, những cái khác còn lại thì bạn phải định nghĩa cho nó cái gì? Cái subscriber này. Tức là nếu sự kiện này xảy ra thì ai là người đi thụ lý đúng không? Chúng ta hiểu không? Như vậy ta sẽ viết sẵn như vậy, ta sẽ viết sẵn những phương thức để đi thụ lý, đây là những phương thức để thụ lý nè. Và khi bạn đã có sẵn những phương thức thủ lý rồi thì bạn thấy là khi bị vô trang design đúng không, vô trang design của thằng này đó, vô trang design của này đúng không, thì bạn thấy là chúng ta hiện việc là chúng ta gắn những cái thuộc tính cho cái trang trang của mình đó, đó là gắn những sự kiện của trang. Khi mà bạn muốn quan tâm hơn những cái sự cố của trang, tức là những biến cố của trang, ngoài trừ một cái là payload thôi, thì bạn muốn quan tâm thêm thì bạn sẽ làm như đúng không ạ? Tôi nói lại nha. Như vậy bạn thấy chúng ta có trang thiết kế này ha. Giờ muốn hiện ra cái phần mà để mà xem cái biến cố của trang đó thì bạn sẽ chọn cái Solution Explorer, bạn bấm ngay đúng cái trang mà xem đâu, bạn bấm chọn là View Component Design đúng không, thì nó sẽ ra cái trang này để mình xem cái phần design. Sau đó qua bên Property này bạn, chúng ta chọn cái G là Event đúng không, bạn sẽ ra một loạt cái event đó để bắt đầu bạn thiết kế những sự kiện của trang. Nếu bạn muốn thiết kế ha, muốn xử lý thêm nhiều cái sự kiện trang để cho mình. Còn không á thì ta cứ nghiễm nhiên ta có payload rồi. Nghiễm nhiên là bạn sẽ payload chứ không có công mà. Khi bạn thấy những cái chương trình của người ta sử dụng luôn cả pre init, init nè, sử dụng cả pre đó. Đúng không? Pre render mà, rồi render complete nè. Thì không biết ở đâu ra. Mà sao mình đánh hoài mình chỉ thấy có ra được có payload. Bây giờ để muốn ra được cái đó thì bạn thấy là cái thao tác của mình là tôi đã làm lại đúng không? Đó là gì bạn? Là chúng ta hiện việc chọn ha, chọn cái trang mà mình muốn hiện việc viết thêm sự cố cho trang đúng không? Những biến cố cho trang thì bạn hiện bấm phải nó, bạn chọn phần là View Component Design đúng không? Qua phần Design này, và bạn hiện việc chọn phần Property, chọn thẻ Event thì bạn sẽ ra được loạt cái sự kiện, những cái biến cố cho trang. Những cái này thì bình thường ta không thấy được đúng không? Ta phải chuyển qua cái mode này ta mới thấy. Để ý nha. Còn mặc định của nó cho sẵn mình là gì bạn? Mặc định nó chỉ cho sẵn mình cái payload thôi. Chứ mình kiếm người khác không ra đâu. Rõ mà. Thế đó mình thấy người ta viết rồi. Còn nếu không á, tốt nhất là gì? Là chúng ta biết thuộc bài đúng không? Người ta chỉ cần viết cái đoạn này vô đúng không? Định nghĩa cái subscriber, sau đó bạn chỉ cần định nghĩa cái đoạn thủ lý dưới là được rồi. Không cần phải mở trang nào cả. Nếu mình rành quá rồi đúng
Rồi qua rồi mình chỉ cần viết cái phương thức ly bàn initialize comment lên nè. Đó, và rồi chúng ta thiện viết cái thằng subscriber chỉ định cho từng cái sự kiện xảy ra trên cái trang này. This là chính là đối tượng pay cho mình đó. Rồi nhưng mà tôi đã giới thiệu tới cái trang này đúng không, trong tài liệu á, nếu bạn về có xem mà bạn biết cách làm nha. Rồi bây giờ đến cái gì bạn, đến cái HTML server control đó, server control thì mình thấy nó có hai loại, là loại HTML server control và cái loại là gì bạn, là loại web server control. Thì cái HTML server control mà là tiền thân là những HTML đúng không, là HTML mà chúng ta dùng để tạo ra những HTML như mình thấy trước. Như vậy mình thấy là chúng ta viết hoàn toàn bằng cái mã thẻ là HTML, nhưng mà chỉ có hát một điều là gì bạn, là chúng ta sẽ có cái chữ là run gì, là run server, nó chuyển thành đối tượng. Bữa trước tôi đã giải thích các bạn, ở lần trước tôi đã giải thích cái này đúng không? Có nghĩa là chúng ta nên thêm cái chữ là run server trong cái định nghĩa thẻ của nó thì nó trở thành một đối tượng, và khi nó trở thành đối tượng rồi thì nó sẽ nằm trong cái hệ thống cái cây giao phả này đúng không, của cái đối tượng HTML này đúng không? À, như vậy cái nhóm HTML thì nó nằm trong cái mục của HTML, các bạn bấm ra thì nó ra một loạt input button, input reset, input submit đúng không, input text, input file, input password, input checkbox, input radio đúng không, button này, input hidden này. Đây là thẻ hidden field này, tag area, tag table này, cái thẻ table mình run NAS server, image này, thẻ image rồi, thẻ select đó là select option đúng không, những thẻ này mình đã học rồi, dù thẻ horizontal rule nữa là HR đúng không, thẻ deep, thẻ deep mà những thẻ còn lại, những thẻ còn lại đúng không, thì nó đều đưa vào trong cái khai báo chung là người ta gọi là cái deep. À, một thẻ giống như thẻ deep, giống như thẻ deep nó gọi nằm trong cái nhóm gì bạn, nó sẽ nằm trong cái lớp này bạn, thẻ deep nó sẽ nằm trong cái lớp mà gọi là HTML generic but control mà. Nó sẽ nằm trong cái lớp là HTML generic control, HTML generic control. À, như vậy nó dạng như thẻ gì bạn, có thể là thẻ span luôn, thẻ deep luôn. À, thẻ mấy bạn thẻ là paragraph luôn, những thẻ đó, những thẻ nào mà bạn thấy nó không nằm trong cái nhóm thẻ này mà còn lại thì nó sẽ chui vô trong cái nhóm gọi là gì bạn, là HTML generic control. Để ý nha, dĩ nhiên để ý với điều kiện là chúng ta viết cái trang web bằng thẻ HTML, còn nếu từ đây cho sau chúng ta không viết cái nhóm này, chúng ta viết bằng HTML không thì ta không cần quan tâm cái này, vì tất cả những thẻ HTML server control nó đã thay hết rồi, nó đã có. Ví dụ bên đây có không, ví dụ bên đây có thẻ select đúng không, option, thì bên kia nó có gì bạn, nó có cái drop down list nó mạnh hơn nữa. Nhưng mà cái này là gì bạn, như tôi đã trình bày bạn là như khi bạn nhận trên tay một cái trang thiết kế web mà được design hoàn toàn bằng web tĩnh đúng không, HTML, bây giờ bạn muốn xử lý cái thẻ nào, muốn xử lý cái nội dung nào thì bạn phải chuyển nó thường lý ở gì bạn, server, thì bạn phải thêm chữ run server và lúc đó trở thành đối tượng, và khi bạn trở thành đối tượng mà sẽ lấy được nội dung nó giống như một biến đúng không, và bạn xử lý nó nè. Chỉ có một thao tác là gì, là gắn thêm cái chữ gì bạn mà thực thi ở server. Tôi gọi là gì, HTML server control, còn cái loại là web server control ha, gọi là HTML server control đó, thì bạn thấy là nó sẽ có cái prefix trước là chữ HP, dạng như HP drop down list, thì này giống như thẻ gì bạn, thẻ là gì bạn, thẻ select luôn, còn HTML và NAS server có thêm thẻ option nữa. Bởi vậy những điểm khác biệt giữa HTML server control và HTML server control, chúng ta có 3 điểm khác biệt cơ bản rồi, mình thấy thế là ánh xạ tới thẻ HTML, tức là HTML server control thì ánh xạ trực tiếp tới HTML. Thực ra nó là HTML rồi đúng không, nếu bạn viết một thẻ HTML server control thì nó chính là thẻ HTML thôi, gì đâu. Nhưng mà thẻ admin ha, HTML thì nó không có ánh sáng trực tiếp, nhưng mà thế là chúng ta bắt buộc phải có control, tức là chúng ta phải có control riêng để thủ lý cái chuyện này. Và khi mà bạn thấy là khi bạn sử dụng cái HTML thì bạn phải có mua framework đúng không, bạn phải mua chương trình, nhưng mà thật ra bạn không mua cho nên người ta trả lý chuyện này. À, tức là nó phải có những cái DL đúng không, nó có nhiều error thủ lý chứ, mà không nó phải viết sẵn control này thủ lý nha, bởi vì đó là của nó là những control cho nó viết ra. À, còn kia là những thẻ HTML nó chỉ để thêm cho run NAS server, để nghĩa là nó sẽ xử lý cái nội dung đó ở trên server bằng cách nó chuyển vào một lớp đối tượng. Thứ hai nữa bạn thấy là HTML server control thiết lập cái thuộc tính cung cấp chuỗi tên giá trị không định kiểu mạch, nhưng mà web server control thì nó rất rõ, vì web server control nó là một đối tượng rõ ràng. À, và chúng ta hiện việc là khai báo đầy đủ tất cả những tính năng nó do cái HTML nó cung cấp, nó mạnh hơn rất nhiều. Còn cái trình duyệt đích target browser thì HTML server control thì không thay đổi, phụ thuộc vào trình duyệt đích. À, còn web server control thì nó sẽ điều chỉnh, nó hay hơn. Ví dụ HTML á, thì khi bạn nhớ là ví dụ bạn sử dụng HTML này thì cái Internet Explorer nó support, nhưng mà dạng như Firefox không support thì cái đó chết thôi.
đâu, ta chỉ mở được với một cái trình duyệt thôi. Nhưng mà thằng Express Control khi nó chạy thì nó phát hiện ra trình duyệt đang sử dụng là nào thì nó sẽ sinh mã cho phù hợp với trình duyệt của mình và nó chạy ra tốt hơn. Tại vì nó là được do người ta lập trình mà. Do đó là bạn nó sẽ tự động nó mềm nhẹo hơn, nó theo cái đầu ra của mình là khi trả về mã HTML sẽ trả về cho trình duyệt nào. Biết không bạn? Biết không? Sao không biết bạn? Chúng ta trả về thông qua HTML response đúng không? Như vậy HTML response nó có thằng response header. Thằng response header nó cho biết được luôn là cái mình trả về cái browser nào sẽ là browser mà mình sẽ duyệt. Mình đọc cái header của nó. Cũng như là khi mà đọc các HTML request mà thì request header nó cũng có tên luôn là cái trình duyệt nào gửi đi. Nào, mình chưa hiểu không? Tại vì bình thường các bạn thấy là cái cơ chế mà internet mình nó cũng giống như cơ chế OG 7 tầng thôi. Và cơ chế OSI á, OS 7 tầng. Thì bạn thấy là cái tầng đầu tiên trên cơ chế O 7 tầng đó là tầng application đúng không? Sau đó tầng là presentation đúng không? Thì cái tầng dưới là presentation, tầng đó sẽ chỉ định cái gọi là cái accessory, tức là cái mà cái phần mềm kết hợp để mở nội dung mà mình chuyển đi. Bây giờ bạn đưa cái request từ 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 bên cái máy của anh đưa qua thì nó biết được cái là cái request mình á, là cái header nó là được chuyển từ một cái trình duyệt nào, và khi nó nhận nội dung nó trả về nó sẽ được bạc bởi trình duyệt đó. Và cho đó bạn biết ngay được là cái request này được gửi đi từ trình duyệt là chẳng như là Internet Explorer hay là Firefox này. Chúng ta đọc cái header là ta biết à, tại vì những bài kế thì bạn sẽ học quen đối tượng nào, bạn học đối tượng request đó, đối tượng response thì bạn sẽ đọc được cái header của nó. Và khi đoạn đọc header nó sẽ biết được là cái chuỗi được gửi đi định dạng là loại gì đúng không? Vâng, tức là nó dạng là mimer hay là cái content type là loại gì và cần trả về dạng là loại gì đó, và do trình duyệt gì. Rồi đó là cái hai nhóm thẻ. Bây giờ HTML server role á, HTML server role mà chúng ta thấy là nó khi nó có thêm chữ server role có nghĩa là nó thêm chữ runask server nè. Và các bạn có nhóm thẻ này, như vậy đó là bao gồm hai nhóm chính, đó là gì bạn, là HTML input control và HTML container control. Input mà thế là chính là nó nằm trong thẻ gì bạn? Thẻ form đúng không? Cái nhóm input là nhóm nằm trong thẻ form đúng không? Là một cái web form nhập. Ví dụ như input 2 là text box, input 2 là gì bạn? Là submit, input 2 là reset, input 2 là button, input 2 là image, input 2 là checkbox. Nó là một nhóm input. Còn nhóm 2 là container, nghe biết chữ container là cái nơi dùng để chứa nội dung. Container control. Và nó có thêm 3 điều kiện phụ là HTML image, HTML link và HTML title. Ví dụ vậy. Thì theo mô hình cấu trúc phân cấp như này. À, vì như vậy mình thấy là cái đối tượng HTML server role nó nằm dẫn xuất từ cái nhóm này nè, là system.web user interface đúng, HTML control. Đây là không gian tên của nó, đây là nguyên cái cây giả phả của nó đúng không? À, đây là nhóm HTML server role. Và như vậy chúng ta có cái bảng như bảng này nó cho chúng ta thấy là những thuộc tính chính khi bạn sử dụng. Ví dụ bạn sử dụng cái HTML anchor luôn, cái thẻ này chính là thẻ A đúng không? Cái thẻ này tạo ra một cái siêu liên kết đúng không, cái hyperlink đúng không? Như vậy mình thấy là người ta sẽ có địa chỉ để liên kết đến nè, là H về phần rồi. Và chúng ta có target nè, là khi mà cái bạn mở cái liên mở nở nội dung mà bạn liên kết đến thì nó sẽ nở nhanh như target, nó là nhanh như plan mở trên cái cửa sổ mới, cái tiêu đề. Thế nên đây là những cái thuộc tính gọi là most important property, những thuộc tính mà chính của những đối tượng sử dụng. Ví dụ khi bạn sử dụng là HTML input tag thì chắc chắn là thuộc tính gọi là value, cái này phải là chấm tag đúng không, nó là chấm value đúng không? Ví dụ như tag box bên kia là chấm tag, còn này là chấm value. À, thuộc tính là value. Ví dụ như là HTML select sử dụng như thằng option mà, thì thuộc tính của nó là gì vậy? Nó là cái item, là cái tập option, tập giá trị, đó là một cái collection. Còn tag area input tag thì như nhau thôi. À, cái là multiple line là true đúng không? Cũng đều là value hết. Còn HTML generic control thì mà có inner tag hay là inner HTML là những thuộc tính chính của nó. Ví dụ HTML generic control ví dụ như thẻ gì? Thẻ div, thẻ span thì bạn có inner tag hay là inner HTML, nếu bạn trả về HTML bạn dùng inner HTML. Bạn trả về chuỗi bình thường mà dùng inner text. Hiểu không? Nếu mà sử dụng cái này. Và như tôi trình bày bữa trước là cái HTML server role này nó chia làm hai nhóm. Thông qua cái việc mà nó thụ lý kết quả khi mà mình tác động nó tới sự kiện á. Thì như vậy nó chỉ có hai cái event thôi. Event thứ nhất là server click, event thứ hai là server change. Như vậy những cái nhóm nào là server click? Những nhóm như hình như là nút hyperlink nè, nút anchor đúng không? Button nè bạn, image button vân vân ha. Link button đó, những cái nút mà khi bạn bấm vô nó chạy luôn, bấm vô chạy luôn thì nó là server click.
Còn những cái như là input tag, như tag box bạn gõ vô thì nó cũng không chạy, nó chỉ nhận nội dung thôi, tức là server gì, server chain. Như vậy nó sẽ có on server click và on server chain, đúng là sự kiện của nó. Và như vậy đây là cái phần dưới, là đây là phần dưới là phần liệt kê ha, mấy chục phần tử HTML ha, mình trong hệ. Và mỗi phần tử này chúng ta lại có cái một bài tập nhỏ nhỏ để chúng ta làm, đúng không? Ví dụ chúng ta xem ví dụ đầu. Ví dụ đầu là thấy ta quan tâm đến cái thẻ gì bạn? Thẻ là anchor, tức là thẻ ha. Thẻ A nè bạn. Nào chúng ta làm ví dụ này mà xem nha. Tôi thật ra tôi đã làm tất cả những ví dụ này là tôi sẽ đưa file cho các bạn ha. Ở một nhóm này, bạn chỉ cần chạy lại thôi. Sau đó nó ta làm những bài khác lớn hơn. Nên nhưng mà tôi sẽ nói qua sơ cái này là mình dùng. Rồi giờ ta làm ví dụ ha. Add một cái class mới đúng không? Một cái web form mới. Đây là thẻ HTML đúng không? HTML anchor mail. Với thẻ này mà trong phần thiết kế mình đã chúng ta đưa vô mà, đưa vô trong thẻ form này một cái hyperlink ha. Sau đó xuống dòng hyperlink thứ hai xuống dòng ha, hai cái hyperlink, và chúng ta sẽ có hai cái link là link 1 và link 2. Link 1 thì không làm gì hết, link 2 thì chúng ta gán cái gì trong đây. Rồi như vậy thiết kế sau đơn giản rồi, ta mở design đúng không, ta mở cái này mail lại đúng không, thunbox ta kéo tắt standard đi, tập xuống còn HTML đúng không, đó, HTML đó. Cho mình nhìn ở đây chúng ta có ha, thẻ nào ha, là input button reset này, submit này, tag file password checkbox io hidden tag area table số cái đó. Nhưng mà thế là chúng ta thấy có thể viết ở trong sụp này. Có thẻ thì nha, bình thường nếu mà thấy là chúng ta sẽ có ha, ví dụ deep này bằng đến thẻ A đi đó, sụp này ta link tới một cái trang nào đó, ví dụ trong bài này ta link tới trang là dân trí đúng không. Này đánh HTML bình thường nha, chỉ có thiết kế HTML đây bạn, tôi đang đánh lại đây rồi xem. Rồi đây đánh vào báo. Yeah, à. Ở này ta không để, mà ta để này ID rồi, ID bằng. Ta gọi đây là cái link 2 đi. Đây là có thể gán ID là link 1 đây mà. À. Đây là bạn thấy gán thêm một cái thẻ là một cái thuộc tính là gì bạn, đó là cái tag git ha. Git bạn thấy để nó là blank luôn, mở cửa sổ mới cho nó chạy. Rồi. Còn này đi link 2 đúng không? Bạn thấy là chúng ta chỉ cần để run at ở server thôi. À, để nó như là báo tuổi trẻ đúng không? Đó. Như vậy trong ví dụ này mình thấy là chúng ta tạo ra hai cái thẻ là hyperlink thôi. Thẻ nhất có link 1. Khi bạn click vô cái mục là báo với bạn, báo dân trí thì nó chuyển link tới cái website dân trí. Và trong cái cửa sổ mới đúng không? Target là blank. Nhưng mà khi bạn click vô cái báo tuổi trẻ thì chúng ta chưa định nghĩa cái thuộc tính này, đúng không? Và như vậy ta sẽ định nghĩa thế nào? Chúng ta sẽ định nghĩa trong phần copy 2 đúng không? Ví dụ phần copy 2 của cái ví dụ này chúng ta đang có đi HTML anchor đúng không? Hai này ta định nghĩa đúng không? Ta có link 2 này. Và thế nó chỉ lấy link 2 đúng không? Bây giờ ta đánh vô là web đúng không? Tuổi trẻ .com.vn nha. Ta phải mở nó trong cái link 2 đúng không? Chống nè, để tắt kịp đúng không? Ta phải lấy tắt kịp là plan. Giờ ta nhảy cái video này lên mà. Thì bạn sẽ có hai cái hyperlink đúng không? À, ta thiếu mất cái xuống dòng mà. Một hyperlink nữa.
Như khi bạn click cho báo trên giấy đúng không, mình bạn sẽ có hiện ra cái link dưới đúng không, và cái này bạn không để run NAT server, mà này là thủ lý đâu, mà thủ lý LAN đúng không, thủ lý LAN chạy chuyện qua đúng không, nó sẽ mở qua cái báo anh chị rồi. Đây hoàn toàn là đang chạy phía LAN, không có xử lý server. À, và chúng ta đang sử dụng cái thẻ này, thẻ HTML. Rồi còn cái này mà nè, cho thấy là chúng ta chưa ha, cái này thủ lý ở phía gì mà server đúng không, thì mà click vô nó chuyển qua báo thư trẻ đúng không. Đó, nhưng mà đây là xử lý ở phía server này, do đó mà thấy là này ta chuyển này HTTP mà quên tới sao, và đánh vô cái protocol mà. Không, nó lấy website mình nó để vô luôn, chết tưởng là cũng sâu. Rồi có cái dạng mà nó chuyển qua cái dạng đúng không, à, đó là cái ví dụ ha. Ví dụ mình thấy là người ta có hai cái khác nhau. Thứ nhất là mình thấy trên cái trang anchor mình đó, mình xài hai cái hyperlink. Cái link một là chúng ta nhắm ta trả hết này về cho LAN đúng không, và nó là đối tượng xử lý LAN. Còn cái link 2 này là đối tượng xử lý server. Do đó bạn thấy là trong cái copy 2 này bạn chỉ có link 2 đúng không, link 1 có không ạ? À? Không có đúng không ạ? Không có thủ lý link 1, tại vì nó không có chữ run NAT server. Để ý nha, do đó ta đừng quên cái chuyện này. Nếu bạn muốn sử dụng đối tượng HTML mà trở thành server control thì chúng ta không thể nào quên được cái chuyện mà chúng ta để cho nó có thuộc tính là thực thi ở server đúng không? Và khi nó thực thi server rồi nó trở thành đối tượng rồi đúng không? Thuộc một cái nhóm như vậy là HTML anchor đúng không? Của HTML ha, của cái system web do UI tức là user interface đúng không? HTML control. À, ví dụ đơn giản gì ha? Để như vậy. À, như vậy à, tôi sẽ check cho bạn cái đoạn code đó, của cái, tất cả hai mấy ví dụ này thôi. Ta chạy thử cho bạn HTML control. À, tôi sẽ chạy cho bạn xem. Nha. À, sau đó là tới khoảng hai mấy ví dụ của dự bàn của cái web server control, sau đó ta đi qua cái bài ha, kết hợp của những cái này lại.